trải nghiệm ăn uống với nhiều người đó là thú vui, là sở thích. Tuy nhiên, nếu trải nghiệm tuyệt vời thì không nói, còn chẳng may gặp tình huống hy hữu như hai thực khách dưới đây thì quả thật là ám ảnh cả một đời. Mới đây, lại thêm một nhà hàng ở Sài Gòn bị bóc phốt vì có dị vật là gián chết trong nồi lẩu. Câu chuyện được tài khoản Facebook tên tờ Bờ Cờ đăng tải đã ngay lập tức gây xôn xao. Trải nghiệm kinh hoàng này đã thu hút gần 8.000 lượt like chỉ sau ít giờ đăng tải ảnh chụp màn hình. Theo như anh bạn này chia sẻ, anh cùng bạn gái của mình vào một nhà hàng tại Sài Gòn ăn món lẩu. Trong lúc cả hai đang ăn uống ngon lành thì bất ngờ phát hiện một con gián đã chết trong nồi lẩu. Quá sợ hãi, anh chàng đã báo cáo với nhà hàng thì được hỗ trợ không tính tiền bữa ăn đó. Tuy nhiên, về đến nhà anh vẫn có cảm giác sợ hãi, mắc ớn và phải ngồi nhà vệ sinh liên tục nên đã đăng đàn cảnh báo tới mọi người. Mình viết review này trong lúc đang ngồi trong nhà vệ sinh, nghĩ tới vẫn thấy mắc ớn, ớn lạnh và hoang mang, bụng thì vẫn đang hừ nãy giờ. Hôm nay nổi hứng nên hai đứa ghé vào bờ lờ để ăn thử, nhưng rồi sau đó là một trải nghiệm kinh hoàng khi chén lẩu mình đang xì xụp hút lại xuất hiện một con gián. Mình và bạn gái lập tức đứng hình và hoang mang tột độ. Nghĩ tới cảnh nãy giờ hút nước gián là thấy bổ rồi, may sao là chưa cắn nhầm em nó. Không biết gián từ nồi nước lẩu mút chung cho cả quán hay từ thịt bò mà quán ưa. Quản lý có đến xin lỗi và ghi phần ăn, nhưng lỡ khách hàng bị ngộ độc thì tính sao? Bờ, lờ, rờ nên xem lại vệ sinh thực phẩm, như vậy thì làm sao dám ăn nữa. Đương nhiên, chỉ nhìn thấy gián trong nồi lẩu nhiều người đã chết khiếp. Đằng này, anh chàng và cô bạn gái còn đem đuổi tới nỗi đang hút xì sụp nước dùng trong nồi lẩu thì phát hiện ra dị vật. Cảm giác này quả thật rất khó tả. Tất nhiên, về phía quản lý cửa hàng cũng đưa ra phương án đền bù cho khách, nhưng quả thật, trải nghiệm này khiến không ít người cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến. Sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên, nhiều người đã vô cùng hoang mang và sợ hãi. Đa số đều bày tỏ thái độ thất vọng trước vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này. Số khác thì rủ nhau tẩy chay quán gì. Quá sợ hãi. Thành viên huyện tờ bình luận, bữa cũng biết nhà hàng này bẩn rồi nhưng không ngờ đến mức này luôn đó. Xem hình con gián chết trong nồi lẩu mà rùng mình luôn đó. Nghĩ đến đã thấy gớm rồi. Nghĩ sau khi đang ăn hút phải con gián. Trời à, ám ảnh cả đời mất thôi, bạn huyện nờ bày tỏ. Còn bạn tờ, tờ thì cho rằng, bữa nay có ai mời qua đây ăn tôi cũng không đưa nữa. Ghê quá là ghê. Mất vệ sinh thế này không đau bụng mới là chuyện lạ. Hiện trải nghiệm kinh hoàng này vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.